Chào mừng các bạn đã quay trở lại với True Smart Media. Mặc dù đã được ra mắt tới hơn một năm trời rồi, nhưng mà iPhone 6s hiện tại vẫn đang là một sản phẩm vô cùng hot và được rất nhiều người dùng săn đón cũng như là mong chờ. Nhất là khi mà iPhone 7 đã ra mắt rồi và giá của nó đã hạ xuống một mức hợp lý và dễ chịu hơn. Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ nhỏ như thế này, đó là có một số nhỏ thôi nhá, những chiếc iPhone 6s gặp phải lỗi pin. Mà cái lỗi này nó là do cái quá trình sản xuất của Apple. Tuy là không lớn và Apple họ cố gắng lấp liếm bằng cách là họ thay pin miễn phí cho bất kỳ máy nào mà gặp phải cái lỗi của nó. Đó là lỗi sập nguồn đột ngột. Ví dụ các bạn đang dùng bình thường này, đang lướt lướt tự nhiên sập xuỵch cái, không bật lại nữa. Đó chính là chiếc iPhone 6s của bạn đã bị lỗi pin. Và cái lỗi này là do Apple. Vậy thì làm thế nào để phân biệt được đâu là chiếc iPhone có khả năng bị lỗi pin, còn đâu là chiếc iPhone 6s hoàn toàn bình thường? Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để kiểm tra. Vâng, và cách để chúng ta có thể kiểm tra thì cũng vô cùng đơn giản thôi. Các bạn hãy mở iPhone mình lên, vào phần cài đặt, vào phần cài đặt chung này, sau đó vào phần giới thiệu này. Đó, bây giờ các bạn hãy tìm xuống cái chỗ email, giống như là trong cái video mà mình hướng dẫn. À quên, số seri chứ. Nhầm, tí nữa thì chết. Đây, số seri. Đó, ở cái ký tự thứ 4 hoặc là thứ 5 á. Đó, các bạn nhìn cái F72Q9 này này, thứ tự thứ 4 của nó chữ Q, hoặc là có một số máy nó sẽ là thứ tự thứ 5. Cái ký tự thứ 5 ấy, nó sẽ là chữ Q, và ở đây là Q9. Thì các bạn có thể dựa vào đó để phân biệt được cái thời gian sản xuất của chiếc iPhone 6s đó. Cụ thể thì là với những máy là Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Qc, Qd, Qf, Qg, Qh và Qz. Đó là những cái máy mà sẽ có khả năng bị lỗi pin. Và thật đáng tiếc, chiếc iPhone 6s trên tay mình có khả năng bị lỗi pin, bởi vì nó nằm trong con số là Q9, ký tự Q9 ở đây. Và đó là cách để chúng ta có thể tìm ra để phân biệt chiếc máy nào được sản xuất vào cái thời điểm mà Apple gặp phải cái tình trạng lỗi pin trên những sản phẩm của mình. Và vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn cách để phân biệt một chiếc iPhone. Thật ra không phải phân biệt, chỉ là các bạn tìm được một chiếc iPhone mà nó có khả năng là sẽ bị lỗi pin đó mà thôi. Chỉ để chúng ta có thể đưa ra được những cái lựa chọn hợp lý hơn khi mà các bạn muốn mua một chiếc iPhone chẳng hạn. Và hy vọng là thông tin vừa rồi đem đến cho các bạn những cái gì đó rất là hữu ích. Và nếu các bạn thấy video này hay, hãy like, share cũng như comment ở bên dưới phần bình luận này. Cũng đừng quên đăng ký True Smart Media để tiếp tục chờ đón những video thú vị nữa trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại.